người nào ở một cái đời này có duyên gặp được Kiệt á, thì cặp mắt này nó cũng giống như là máy quay phim vậy đó, nó y nhỉ. Khi về trời á, cái mình quay là nhiêu ta, thí dụ Kiệt chết 90 tuổi thì 90 năm quay được cái gì nhớ hết, cái gì chảnh nó ngồi rảnh rảnh lâu lâu coi là thế gian à, gặp đệ tử Vanessa này, gặp đệ tử Thiện Duyên này, gặp đứa em này, nó sẽ hiện lên như phim vậy đó. Con người mình cái trí nhớ nó như cùng phim, thì có duyên vậy thì gặp nhau là cũng tốt, nhưng mà ngoài kia đâu phải ai cũng muốn gặp là gặp đâu, rất là khó đúng không? Thì gặp một vị gọi là chuyển luân thánh dương xuống trần đâu phải dễ. Thì ra chuyển xuống thế gian này bao nhiêu lần, thì hôm nay là lần cuối của kiếp này, của cái màn này, mà cái màn này là màn sôi động nữa, màn này là màn action đó, giống như phim Điệp Viên 007 vậy đó, dữ dội lắm. Rồi kỳ này có Phật Di Lạc, có Đức Thầy xuất hiện nữa, rồi lập lên bản thông thần hai ở trên thế giới, có 8 người có kim lệnh bài này được phong ấn. Cái này khi nào mà trên núi á, đặt bàn khấn lớn thì mới mới đem này ra với ngọc ấn rồi ra. Còn qua tính đem thì chị bệnh cái thằng nhóc á, bữa nay nó không thấy này mà. Đang học cái pháp. Hả? Đang học phu. Nãy giờ nói chuyện mấy tiếng này. Nãy nói chuyện 5-6 tiếng muốn hết thôi vậy đó, chờ người ta ra nữa chắc tôi kéo màn này tôi đóng tắt livestream hết. Sáng cái đồng hồ này nó làm cho mình trễ một tiếng, mình tưởng đâu là 10 giờ ai về đâu, chỉnh lại 3:50 rồi. Cái máy này mua trước năm 2017 nha, trước ngày 16 tháng 3 2017, cho nên không phải là mê trần đâu nghe. Nhưng mà có để gì chút lại cho đám đệ tử họ Thiền, tất cả những gì mà Kiệt mang trên tay hôm nay sau này là nhân loại rất là quý, thì một cái đồng hồ này có thể xây một cái chùa thiên tâm lớn á, ốc xanh á, cho nên cũng là của chung của họ Thiền chứ không phải là của riêng ai. 3:51 nhớ là con lấy cái đồng hồ này xây cái chùa nha, chứ mượn đeo này, mượn của họ Thiền hả, không biết đồ custom mắc không à, đồ ơi ngồi ra nói mình mà tu mà còn mê trần á. Mê có nghĩa là mê Rolex, mê gái đẹp cũng là cùng ý nghĩa nha, mê gái đẹp mệt nặng hơn á. Nhưng mà sau khi nghe thời á không có mê nữa, trước đó thì cũng sao chứ á, cái ngày mà lập đạo á 17 á là đã thời là làm thiện, nên từ bữa giờ tiết kiệm nhiều tiền lắm. Cái xưa là cái gì cũng thử, hồi học trung học á là lái xe Mustang, biết chiếc Mustang lên Mustang Ấn Độ rồi Turbo lên không, học ở trường Santa Teresa ở dưới Los Angeles nè, là đua với mấy Mỹ trắng, đua ở đường El Camino á. Rồi hồi xưa cái Freeway 880 nó chỉ có hai lane thôi, hai thằng đua đó là chiếc xe thường xưa nó không có ba lần, mà vỏ nó mòn cái mình chạy chăn may là dễ lật lắm đó. Mà lúc đó là cho mình lật luôn, miễn tao thắng mày là được rồi. Ví dụ mình nói là từ đây, từ Essex Clarice tới Essex Stevenson, thằng nào mà đụng cái Essex trước nó thắng, nó tính là khúc đường vậy đó. Thì hai thằng mà gán nhánh ra mà chạy đua ăn tiền, mà đua là ăn tiền thiệt á, hồi xưa là hụt chơi vậy đó. Cho nên coi cái mạng này cũng vô thường á, xưa mình đâu biết mình là thái tử đâu, sống bâm bì lắm. Đó là chưa tính nữa. Rồi đó là chơi hồi đó 18 tuổi, 16 tuổi ở Mỹ này, 14 tuổi nó cho lái xe rồi đó. Mà có người ký tên cho mình lái đó, chơi bạo lắm, đó là lái xe đua.
Thì bắt đầu sau này thấy mấy thằng mà lái xe up road, mấy chiếc motorcycle mà nó chạy trên mấy cái đỉnh núi á, mấy clip nó khó chạy lắm á. Cái lên Livermore nè, nó có. Với ở dưới, tuốt ở dưới cách đây dưới vừa rồi á, dùng dưới nó có một chỗ lái nữa. Là lái up road á, lái ATV, nhưng mà này phải ATV motorcycle mà rồi up road, trời luôn. Mà lái mấy cái đó là mà chặt cục đá là xuống, xuống hố là chết liền á, tan xương nát thịt á. Chơi xe đó nữa. Cái sau này trước khi mà cưới sư mẫu á, mua một lần 5 chiếc xe Harley Davidson. Cụ nó nặng khủng khiếp, 3000 mấy pound á, mà chiếc đó mà ngã mình đỡ đâu có nổi. Mà lúc mà đeo mặt nạ vô, mặc áo đồ vô chạy á, cụ là không ai biết mình luôn. Tướng thì có 100 mấy pound mà chạy xe 3000 mấy pound. Cái đó của mấy tụi Mỹ nó chạy phải không? À, mình chơi vậy đó, thử á, mình thử cái thế gian này có gì vui đúng không, thử lát hết trơn luôn á. À, lái xe đó tới lúc mà sư mẫu anh cứ tôi rồi mà anh chạy chiếc xe này mà khóc có ngày. Cái đầu mới ok rồi tôi cho, thì lúc đó cho hết chiếc xe cho mấy bạn của mình là cảnh sát không à, cho tụi nó, tại nó lái xe Harley, lái xe của cảnh sát chạy á. Thì một có thằng bạn nó đi hải quân mấy chục năm tên là Hùng Mã đó, Hải Quay, cái nó làm cảnh sát bên Hải Quay, cái mình tặng cho nó chiếc xe đó. Thì cái con vợ nó làm gì nó giận biết, mà xe đó đó mà khi mà nó rem xuống cầu á, mà mình đổi số á, là mình đổi số 2 số 1 lại là lật liền á, tại nó chậm lại á. Tại xe Harley phải có cách đó không, mà lúc đó cái đầu của nó chỉ có biết giận vợ nó vẫn biết, tự nhiên cái nó lật xe bị xe sau cán nát chết quèo. À, bạn kìa, bạn thân luôn á, bạn từ nhỏ. Sau này mấy gà giảng sanh cho nó. Cũng may có một bạn này sau này vô tiễn nó đi rồi, cũng tội nghiệp đó. Nghĩa là mình tặng cho nó chiếc xe, rồi nó lấy chiếc xe mình chạy, mà chạy kiểu nào mới người ta cản nó chết. Giờ cuối cùng còn một chiếc mà hiện giờ đang nằm trong hãng á, làm để cho vui vậy đó. Đó là thế gian vậy đó. Rồi còn chơi gì nữa, lái bo bo. Hồi năm 94 là bắt đầu chơi bo bo, nguyên cái vùng nước nè, từ ở San Francisco dài tới Redwood City, rồi tới cầu 84 đó là không có chỗ nào, dùng nước nào thì không biết đó, nước cạn, nước rồng gì hết. Rồi bà lái ngoài đó nó mênh mông lắm, đâu biết chỗ nào đổ xăng hay quán ăn phải không, mình phải biết. Cho nên nguyên cái Beira này nó là dài tới Sacramento rồi lên cho tới Túc ở trên Brentwood rồi luôn á, là đi đường nước là đi hết luôn á. Bữa nào mà buồn mà xuống tàu lái gần một ngày luôn á, rồi tới đậu nửa đường ngủ lái tiếp. Tại cái đường sông á, nó lên tới trên Pittsburgh á, là nó ngọt. Thì quậy nát cái vùng này đường nước luôn, tại xưa đi giang hồ đó. Rồi mỗi buổi chiều về á, là tới cầu B Bridge ở San Francisco á, sóng dữ lắm. Mà chiếc bò nó có 12, 14 feet à, mà nước nó đập vô cái xém là mấy lần chìm á. À, đi có mình à, mà không, nó có thui đèn như mực nha. Mình đâu có thấy đèn đâu mà mình chạy, chỉ là nhắm đèn với nhắm hướng chạy thôi. Thì cuộc đời của mình vậy, tại vì không cha không mẹ với lại gan lắm, cho nên thích là cứ làm, không bất chấp bất cần thân thể. Cho nên chuyện mà lúc mà nghèo ngủ ở dưới One Mile Square Park, mà bữa ông Michael Võ mà thị trưởng thành phố Thao Thành Ba Liễn ngồi đây, ông nói bây giờ tôi làm thị trưởng, anh hồi xưa anh ngủ bụi ở trong khu của tôi. Gặp homeless là thường, đang ngủ nửa đêm nó gõ cửa. Mình tưởng hồng nào cũng quýnh mày á, mày có cigarette không, tao ghiền thuốc quá. Tại nó biết mình cũng homeless giống nó, thấy tội nghiệp nó quá, tao không có cigarette, tao có đồng rồi cho mày, nên mày đi chỗ khác cho tao ngủ. Mà cứ 2-3 tiếng có hàng gõ cửa. Tại homeless nó cũng đi vòng vòng ngoài đường cả đêm nghe. Mà sau này mình hiểu về tâm linh, mình tội nghiệp đó. Thật sự mấy người đó là bị tâm linh nó nhập không á. Nó cũng là bác sĩ, kỹ sư, cũng có gia đình nghe. Nhưng mà khi nó bị dâm linh nó quy ra rồi đó, là nhà nó bỏ nó.
mình đem nó vô nhà thương đi, mình đem nó vô mấy cái nó không có việc làm, không có tiền trả tiền nhà, trong vòng 3 tháng là thành homeless đúng không? Là nó bị dâm linh lắm á, đa số là vậy á, tội nghiệp. Thế là ở Mỹ này sau này phải mở cái trường dạy về tâm linh phải không, dạy về cõi vô hình đồ quả mai, chứ không thôi nó cứ cho uống thuốc ngủ hay là cho nhà thương điên không à. Nhất là trong những cái nursing home rất là nhiều dâm linh, mấy người mà con cái Mỹ mà nó không có nuôi á, nó cho vô nursing home ở á, mỗi ngày uống đống thuốc, bữa là thuốc mà đưa về trễ á, họ chịu không có nổi, họ sống bằng thuốc, còn mình sống bằng năng lượng là positive energy. Cho nên cái căn bản những nó họ thiên mà còn trẻ là tương lai sáng rực, theo việc là chỉ cách ngồi thiền mỗi ngày làm bận kiểu nào, frustrated, stress, thất tình, thất nghiệp, nhà băng kéo nhà băng kéo xe, chồng chửi vợ chửi hay là con hư gì không cần biết, cứ mỗi lần mà có chuyện vậy là cứ ngồi thiền cho kịp 10 nửa tiếng đi, thì tự nhiên mình có một cái solution. Cái solution mình gạt hái trước tiên á là mình cảm thấy cuộc đời này có nhiều cái người còn bất hạnh hơn mình gấp dạng lần, thì là mình thấy cái nguồn an ủi rồi. Cho nên thiên tâm lấy tiên chỉ cha nói là tu tại gia và thiền là căn bản, đọc kinh cũng là đi song song để mà khai mở trí tuệ, để mà hiểu biết thêm, nhưng mà thiền là cái căn bản. Cho nên những đứa con họ thiên á là sau này sẽ đều có chánh kiến là nhờ thiền. Còn khi mình đọc kinh nhiều quá, mấy bác Phật tử mà đại thừa đó trong chùa bây giờ cảm thấy thầy cũng đâu biết mà tìm, thì họ cứ đọc kinh A Di Đà tối ngày à, cứ mơ tưởng ao sen vàng, chim hót biết ca, đường phố là ngập ngà cho báo, họ cứ tưởng tượng họ tham dễ cõi đâu hoài á, nhưng mà không bao giờ nhìn thấy thực tế. Nên cuối cùng á là cái củ cà rốt mà nó cột cái sau lưng của con thỏ chạy hoài mà không có cãi được là ở chỗ đó. Thiên tâm đạo ở giữa nó khác hơn. Phải ngồi thiền nghe quý vị, làm gì làm, muốn lên thiền Bát Nhã thì phải ngồi thiền, muốn về với cha với mẹ phải ngồi thiền,